xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Bắc Hà TV và đến với lại cái video ngày hôm nay mọi người ơi. Bây giờ em sẽ đi sâu hàng cho cô bác nhá. Mấy em cún đẹp lắm. Với lại ở trong video này thì có vàng này, một em vàng mà hôm chủ nhật vừa rồi em mua ấy, vàng đực ấy, vàng đẹp ấy. Với lại một em xám đá mà chủ người ta bỏ cọc ấy. Tức là vợ không cho mua. Ôi khổ tuần các bác quá. Với lại mấy em sù đỏ nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. Bây giờ em sẽ quay ngược cam và dẫn mọi người cho mọi người ngắm các chú cún. Bác nào bắt em nào ở em nhá, số điện thoại trên góc trên màn hình mọi người nhá. Đây này. Đấy. 0394889856. Bác Hà TV đây nhá mọi người nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ Bác Hà TV mọi người nhá. Áo này, đấy, ông áo chưa chạy suốt đây, ui rồi giái, chim cò thò lò ra, đấy, ngao, lâu lắm mới cho xuống đây chơi này, ngao, đấy, giờ chắc lông đang chuẩn bị thay này, nó tầm giờ chắc nó được tầm khoảng, cái này chắc giờ tầm 24-25 cân, ôi đầu thủ, đấy. Nhá, bây giờ em sẽ cho các bác xem. Rồi. Đang cho ăn à? Con vàng của em đâu? Sao nó chui đấy? Bắt nó vào đấy. Rồi. Mấy được mấy cái này? Cái hết. Cái hết đó. À, của thằng kia gì? Đấy. Em xám đá này màu tuyền màu đấy mọi người nhá, tuyền màu. Đấy. Đây con vàng đây. Con vàng hôm chủ nhật đây này. Đấy. Ngao ơi, xong thả ra ngoài cho chạy cho mọi người xem. Ngao đây. Bây giờ là trời cũng đây này, cũng sắp tối rồi đấy mọi người này. Đấy. Đây tổ chức của chủ nhật á? Điền. À thế thôi, tưởng ở đây. Bỏ gọn cái lồng ra. Quan trọng gì em chẳng quan trọng. Cứ thả hết ra đã, xong tí nữa bắt vào sâu hàng. Thả hết ra cho chạy nhảy xem như nào. Cân rồi gì? Thế là 4 cái đỏ à? Bỏ gọn mấy cái thùng ấy vào. Ngao ơi. Ngao. À cái ngân mà chắc là lấy cơm trên trường về. Đấy, tìm nước uống, tìm cơm ăn này. Cơm không à? Đấy. Ăn như lợn. Đấy, nó con kia còn đi theo để ăn này. Đấy, lông lá ok lắm mọi người, gốc đuôi to cho này. Con xám đá này là cái tuyền nhé, xám đá là cái tuyền này. Còn bốn con đỏ này cũng đều là cái hết. Đấy, gốc đuôi to. Đây, hai con này lông toàn như này, này mọi người này. Lông giận ngược hết đây này, úi giời. Đấy, ăn hết luôn rồi. Vãi thật.
ăn hết luôn. Ấy, trọng lên này. Úi giời, đi khám. Đấy. Úi giời, xô có gì đâu. Xô có gì đâu mà ăn. Ôi, lông lá tẩm chưa mọi người này. Đàn này nó 6-5 ngày rồi đấy mọi người. Con này phải được 6 cân rồi. Úi giời. Úi giời, có gì ăn à? Úi giời, cái này. Úi giời, lông lá nó này. Này. Trời ơi. Bé tí nó có bầm rồi, bầm lưng rồi. À, giúp vào trong này nó ăn cám ngô. Ấy. Đấy này, ui con này, con xám này ăn như lợn này. Đấy. Bạn xám này được có hơn 3 cân thôi, 6 bản. Đấy. Ui. Đúng ăn như lợn luôn này. Ai da, ai da, ai da, đánh nhau ăn. Hai. Ai. Cái con này ghê gớm nhỉ, cái con này này. Nào, tao ở đây nhá. À, à, đây, đây. Nào. Dữ lắm, còn lấy dũng nhất. Đánh cả nước to bên kia. Cân nó to xem nào. Run run run. Mấy cân? Được 7 cân. Hả? 7 cân. Gần 7 cân cơ. Ừ. To nhỉ. Cái. No. Đấy, một con nhá. Lại cho nó tiếp bập bành. Một nhỉ. Con này nhá. À. Nặng lắm. 6 cân. 6 cân. Con tươi. Ủa, con này to này, con đây con 7 cân là con hơi trắng ngược một tí nhá. Ô. Con này. Con này 3 cân. Còn chạy trong kia. Đây. Vừa mua 24 cân thịt gà xay đấy. Dạ. 6 cân, hai con 6 cân. 6 cân. Con này bé nhất à? Đâu, con bé nhất đây, trong này. Bỏ tay ra, 5 cân rưỡi, 5 cân 6. Đấy. Bây giờ bắt từng con một trong sâu xem lưỡi nước xem này. Lưỡi hình như không con nào đốm được. Không con nào đốm à. Phải 5 cân rưỡi này. Đây con 5 cân rưỡi, số 1. Đây con 5 cân rưỡi nhá mọi người nhá. Số 1 này. Đấy. À. Lưỡi không đốm. Đấy, tay chuẩn luôn này. Đấy, 5 cân rưỡi nhìn to. Ăn ăn như lợn đấy, lông lá ok, khỏi nghĩ nhá mọi người nhá, khỏi nghĩ luôn rồi. Ok, thả xuống con số 1, cái số 1. Mọi người xem đi, chụp luôn màn hình từng con một nhá. Con này là con số 2, xem mấy cân. Con số 2 này là 6 cân. Để xem lại xem nào. Để cho nó dễ. Cân luôn về 6 cân. 6 cân tươi. Đây là con cái số 2 nhá mọi người nhá. Cái số 2. Không đốm lưỡi. Đấy. Lông lá thì phun luôn này. Gốc đuôi to, quay đuôi này.
Đấy, gốc đuôi to. Đấy. Rồi, ok. 6 cân. Đấy. Đây con mã số 2 nhá. Cái số 2. Cái con sầm đa nó chạy vào kia. Ăn như nợ. Số 3. Đây số 3. Đây cái số 3. À, nhìn mọi người nhìn lông nữa này. Ui tẩm luôn. Rồi xem cân bao nhiêu nào. 6 cân. Con này 6 cân đuối sao nhỉ? Cũng 6 cân. Cũng cái thằng. Mày bảo đi. Đó. Đấy, 6 đấy. Cân bằng con kia. 6 cân. Bé hơn con kia một lạng. Đấy, con 6 cân. Số 3 nhá. Đây số 3. Cái số 3 nhá mọi người nhá. Lông phun luôn. Đấy, con số 3 và con số 4 thì dự kiến là lông phun. Đây con này to nhất này. Đây số 4 này. Lông phun luôn, con này 7 cân này. Rồi. Ui to chưa này. Úi trời ơi. Đấy, tai tiếc bảo hành trọn đời luôn cho các bác nhá. Lông bảo hành luôn. Này. Lông nữa này mọi người này. Dài cực. Này. Ui trời ơi. Lông cảm giác nó dài hơn cả chó trưởng thành mọi người. Nào đặt xuống nào. Đứng im, nào ngoan nào, 7 cân, à, 6 cân 8. Đấy, đây là con số 4 nhá. Bắt luôn sạp đá nào. Số 4. Số 4, sạp đá. Tuyền màu. Đấy, cứ đi rúc ăn cám. Nó bết hết cái lông mà nó ướt đây, nó bết lông mặt vào. Đây là con số 5. Mã số 5 nhá. Cái xám đá tuyền màu đây này. Đấy. Còn con này đốm lưỡi trong này, đốm lưỡi nhiều này, đấy. Đây, kéo lưỡi ra mới biết này mọi người. Đây. Mắt xanh. Ừ, mắt xanh nét, bọn này thì bao giờ cũng mắt xanh này. Đấy. Nhìn nó cứ co cái lưỡi vào không nhìn rõ, nó tối này, đây này. Đấy, đốm lưỡi nhá. Mắt xanh nét này. Đấy. Lông. Lông lá thì khỏi nghĩ luôn, như cục bông này. Úi giời, cái con này thì người ta cọc, người ta bỏ cọc rồi, người ta trước là cọc 500, cọc hôm thứ bảy đấy. Đấy thì người ta tức là vợ không cho mua thế này bỏ cọc nên là mất 500. Đấy. Nhìn phê luôn. Đấy. Lông lá nó phải như này mọi người ạ. Đấy, như bông luôn. Vậy nha mọi người nhá, thì mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like chia sẻ video ủng hộ Bác Hà TV. Bác nào chốt con nào thì như là đoạn đầu video ấy em bảo rồi. Số điện thoại 0394859 856 trên màn hình mọi người nhá, góc trên bên phải. Sau đây em xin phép được chào tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người nhá.